Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc cách ly y tế tại nơi cư trú. Nông dân các địa phương tỉnh Thanh Hóa tập trung xuống đồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ diện tích lúa mùa. Các trung tâm đăng kiểm triển khai thực hiện thông tư số 58 của Bộ Công an. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định 100 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8% một năm. Mức lãi suất này được giữ nguyên so với năm 2019. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến hết tháng 5 năm 2020, ngân hàng đã đạt dư nợ cho vay nhà ở xã hội là 3.041 tỷ đồng với 9.260 khách hàng trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 7 năm 2020, lũy kế số thu ngân sách nội địa mới chỉ đạt 53% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ. Đây là mức thu đạt thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua. Nguyên nhân chính khiến số thu đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, việc chính phủ đưa ra hàng loạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh cũng là nguyên nhân tác động đến tình hình thu ngân sách. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng các Cục thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách về hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 11 ngày 4 tháng 3 năm 2020 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh tạm ứng kinh phí để kịp thời triển khai xét nghiệm COVID-19 cho người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, đối với người nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện dã chiến mới được thành lập, bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán các chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Đối với chi phí xét nghiệm COVID-19, Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thống kê chi phí xét nghiệm COVID-19 của người có thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong các trường hợp đang thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở y tế, người nhiễm COVID-19 đang khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các trường hợp được cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Thanh Hóa đang tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch tại nơi cư trú. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tự giác thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa hiện có 29 trường hợp đang được cách ly y tế tại nhà. Trước cổng nhà của 29 trường hợp này đều được dán thông báo gia đình có người cách ly phòng chống dịch COVID-19. Danh sách những người đang thuộc diện cách ly cũng được thông báo công khai trên hệ thống loa phát thanh. Các tổ giám sát phòng chống dịch COVID-19 từ thôn đến xã được phân công nhiệm vụ giám sát kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy định cách ly tại các gia đình có người cách ly. Thôn chúng tôi là hiện tại đang có 4 hộ với 12 nhân khẩu đang cách ly tại nhà. Thì đối với công việc của tổ giám sát của thôn, giám sát các hộ trong thôn một ngày là 2 lần đi đến cổng và giám sát xem hộ có người nào ra không. Thế thì cho đến nay thì các hộ chấp hành rất là tốt. Các tổ giám sát xuống các cái xã chỉ đạo cái công tác rà soát giám sát các cái đối tượng đang cách ly tại nhà và các cái đối tượng đi từ vùng dịch về. Cái thứ hai là tuyên truyền cái công tác phòng chống dịch để người dân hiểu và tự bảo vệ sức khỏe, tránh lây lan cho cộng đồng. Và cái thứ ba là về vấn đề là khi mà có các cái đối tượng là F1 liên quan đến bệnh nhân thì trung tâm y tế cũng đã chỉ đạo các trạm y tế các xã để là phun khử trùng khoanh vùng cái đối tượng F1 hoặc là F2. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến nay, Thanh Hóa đã rà soát giám sát tổ chức cách ly gần 16.000 trường hợp trở về từ các vùng có dịch. Hiện tại còn trên 6.000 trường hợp đang được cách ly.
chủ yếu là cách ly y tế tại nơi cư trú. Từ những biểu hiện chủ quan buông lỏng trong công tác giám sát cách ly y tế thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ đạo tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú. Cùng với việc dán thông báo cách ly tại gia đình, công khai danh sách thời gian cách ly của từng người, các địa phương đã huy động lực lượng hàng ngày kiểm tra việc cách ly y tế tại nơi cư trú đối với từng trường hợp. Đối với những người đi từ vùng dịch về cần ghi chép và khai báo với y tế địa phương về lịch trình của chuyến đi, những nơi mình đến, những người bản thân đã gặp và những số hiệu của chuyến bay cũng như số xe. Những cái tổ giám sát cộng đồng thì phải thường xuyên nhắc nhở những cái người đang được cách ly tại gia đình là chấp hành tốt việc cách ly với những thành viên trong gia đình, không được đi ra khỏi nơi cư trú. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, mỗi người dân cũng cần bình tĩnh và nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng, chủ động khai báo y tế trung thực nếu đến và trở về từ các vùng có dịch. Tính đến ngày 17 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 413.129 thuê bao cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone, đạt 11,35% tổng dân số trên địa bàn và xếp thứ 26 cả nước. Trong đó, thành phố Thanh Hóa là địa phương có số lượng người sử dụng Bluezone cao nhất cả tỉnh với gần 93.000 người cài đặt. Tiếp sau là thị xã Nghi Sơn với 28.761 người, huyện Hoàng Hóa 24.433 người và huyện Quảng Xương với 23.760. Các huyện miền núi phía tây của tỉnh như Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa là những địa phương hiện có ít người cài đặt Bluezone nhất. Tính chung trên cả nước, hiện đã có 19 triệu lượt cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên thiết bị điện thoại thông minh. Ứng dụng này cũng đã giúp phát hiện 261 người liên quan đến 74 trường hợp F1 của ổ dịch nhà hàng Thế Giới Bò Tươi tại tỉnh Hải Dương. Trước tình hình lây lan phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế khuyến cáo người dùng nên cài đặt và sử dụng Bluezone thường xuyên để kịp thời khoanh vùng, truy vết, cách ly y tế ngay khi xuất hiện ca bệnh. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến khai giảng năm học mới. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tùy từng hoàn cảnh, các địa phương có thể tổ chức lễ khai giảng trực tuyến. Ngày khai giảng được tổ chức ngắn gọn, học sinh vẫn cảm nhận được không khí và thể hiện thông điệp tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo gợi ý, tùy điều kiện, các trường có thể sử dụng một phòng căng phông khai giảng. Học sinh ở nhà vẫn có thể theo dõi thông điệp của năm học mới từ phát biểu của hiệu trưởng, hòa chung không khí tựu trường trên khắp cả nước để các em học sinh không có cảm giác đứng ngoài cuộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu trường học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến để ứng phó trong tình hình dịch bệnh. Bắt đầu từ năm học này, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất là ngày 1 tháng 9. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 16 tháng 1, học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 25 tháng 5. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31 tháng 5. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn và các xã phường lân cận có liên quan trong thời gian phong tỏa, cách ly y tế khu dân cư để phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo nhân dân phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn và các xã phường lân cận trong thời điểm này hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, chỉ đi khám chữa bệnh khi thực sự cần thiết. Trường hợp phải đi khám chữa bệnh thì liên hệ trạm y tế để được tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu đến các cơ sở y tế phù hợp. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng chức năng có liên quan tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp có biểu hiện bệnh đường hô hấp cấp như sốt, ho, khó thở trên địa bàn phường Quảng Vinh và các xã phường có đối tượng tiếp xúc F1 với bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 748. Đối với khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, lập danh sách từ người dân trong khu phố, bố trí lực lượng cán bộ cùng các trang thiết bị y tế cần thiết thực hiện theo dõi sức khỏe hàng ngày cho tất cả người dân, xử trí tại chỗ các vấn đề sức khỏe thông thường. Trường hợp cần thiết thì điều động tổ cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn hỗ trợ xử trí tại chỗ, đồng thời báo cáo ngay về Bộ phận Thường trực Phòng chống dịch của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn phân luồng cách ly, điều trị người bệnh ở cơ sở y tế phù hợp. Đối với các khu dân cư khác của phường Quảng Vinh, bố trí đủ nhân lực trang thiết bị y tế cần thiết thường trực tại trạm y tế phường Quảng Vinh để thực hiện khám chữa bệnh ban đầu và theo dõi quản lý chặt chẽ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Trường hợp cần thiết phải chuyển bệnh nhân đến điều trị tại các bệnh viện thì phải báo cáo về bộ phận thường trực phòng chống dịch của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn phân luồng cách ly, điều trị người bệnh ở cơ sở y tế phù hợp. Để đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng, tạo quỹ đất cho sản xuất vụ sau, vụ thu mùa năm 2020, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả, khó khăn về nguồn nước sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Vụ mùa năm 2020 này, huyện Hà Trung đã lên kế hoạch mở rộng diện tích chuyển đổi trên 200 ha, trong đó bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, đưa các loại cây trồng ngắn ngày có giá trị kinh tế cao vào trồng nhằm tăng hệ số quay vòng sử dụng đất, né được những ảnh hưởng bất thuận của thời tiết, đồng thời tăng cường các giải pháp kỹ thuật, nhất là áp dụng tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, cơ giới hóa trong sản xuất. Trên cơ sở đó, các xã đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng các loại như rau, ngô, đậu gắn với liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Đến thời điểm này, huyện Hà Trung đã chuyển đổi được gần 100 ha cây trồng vụ mùa. Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương nhanh chóng hoàn thành diện tích chuyển đổi cây trồng còn lại nhằm đảm bảo khung lịch thời vụ, nâng cao giá trị sản xuất vụ thu mùa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các trà lúa vụ mùa đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng. Đây là thời kỳ lúa mẫn cảm với các loại sâu bệnh hại. Bên cạnh đó, thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nên ngay khi có mưa, nông dân các địa phương tỉnh Thanh Hóa đang tập trung xuống đồng, tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Vụ mùa năm nay huyện Hoàng Hóa gieo cấy 7.000 ha lúa, tập trung gieo cấy trà sớm. Ngay sau đợt mưa bão vừa qua, các xã trên địa bàn huyện Hoàng Hóa đã vận động bà con xuống đồng bón phân thúc lần 2 cho lúa. Qua kiểm tra, một số diện tích đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn lá. Dự báo trong thời gian tới, sâu cuốn lá nhỏ, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại. Do vậy, Phòng Nông nghiệp huyện đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Gia đình tôi thì là làm 3 triệu rưỡi. Đến bây giờ là bón phân lần thứ 2 rồi, xong đâu đó rồi. Thì hôm là chỉ có là hôm nay là tôi ra tôi đi thăm đồng coi là chuột bọ có cán sâu bệnh có hay không. Thì nếu mà sâu bệnh có thì tôi lại theo chỉ định của xã và hợp tác xã để phòng trừ. Để đảm bảo các cái diện tích lúa mùa đạt năng suất cao nhất thì huyện đã có văn bản chỉ đạo các phòng ngành liên quan và cũng như là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp rồi các xã thị trấn thường xuyên kiểm tra để phát hiện nếu có các cái đối tượng sâu cuốn lá cũng như dày nâu rồi bệnh bạc lá để có cái biện pháp là phòng trừ. Còn tại huyện Vĩnh Lộc, rải rác các diện tích lúa mùa ở các cánh đồng vùng sâu chúng đã xuất hiện dày nâu, dày lưng trắng, sơ đục thân gây hại nhẹ. Tranh thủ trời mưa có nước, nông dân trong huyện đang ra đồng làm cỏ, chăm sóc lúa. Hiện chính quyền địa phương đang chỉ đạo các xã thực hiện khoanh vùng, phun thuốc diện tích lúa bị bệnh và giữ đủ nước chân ruộng từ 3 đến 5 cm để phòng trừ sâu bệnh. Hội nông dân huyện Vĩnh Lộc thì cũng đang triển khai các phương án phối hợp với lại phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông để cùng với các xã bị vận động bà con nông dân thực hiện cái nhiệm vụ chống dịch bệnh cho lúa vụ mùa. Trạm bảo vệ thực vật và các đã cung cấp thuốc và bà con cũng đã đang thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 400 ha diện tích lúa mùa đang bị nhiễm bệnh dày nâu, dày lưng trắng lứa 6 gây hại nhẹ. Sâu đục thân lứa 4 phổ biến tuổi 4-5, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 gây hại rải rác. Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá lây lan tại một số huyện, hơn 100 ha lúa bị chuột gây hại nặng. Do vậy, ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương tăng cường theo dõi các cánh đồng bị sâu bệnh hại, hướng dẫn bà con xử lý kịp thời, tránh lây lan diện rộng, đồng thời làm tốt công tác điều tiết nước đảm bảo cho lúa trổ bông tập trung. Đặc biệt từ nay đến cuối vụ là thời điểm mưa bão, thời tiết thay đổi dễ phát sinh các loại sâu bệnh gây ảnh hưởng đến quá trình trổ bông, tạo hạt. Vì thế, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng đang khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, giữ mực nước trên ruộng, dùng thuốc đặc trị để phun trừ khi xuất hiện các loại sâu bệnh hại. Mở
Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, bàn về công tác bổ nhiệm cán bộ, bài viết trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, giảng viên cao cấp Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng hiện nay đang có hiện tượng tập thể cấp ủy bị vô hiệu hóa bởi các lợi ích cá nhân. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, thời gian qua tại một số địa phương vẫn để xảy ra hiện tượng trong công tác cán bộ về mặt hình thức đều đúng quy trình, nhưng kết quả lại chọn không đúng người, không đúng việc. Nguyên nhân thứ nhất, do người làm công tác cán bộ không có đủ năng lực để đánh giá, nhìn nhận con người. Thứ hai, do người làm công tác đánh giá cán bộ lại nể nang, không dám nói. Thứ ba, là người đứng đầu, không trong sáng sẽ bóp méo quy trình bổ nhiệm, có thể tạo nên quyền lực mềm để lái được các bước, các quyết định theo ý mình. Cũng liên quan đến công tác cán bộ, bài viết Lằn ranh dám quyết, dám làm và sai phạm. Trên báo Lao động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương. Bài viết dẫn ý kiến ông Nguyễn Đức Hà cho rằng hiện nay xuất hiện tâm lý chờ đợi, lo sợ, giữ mình, thậm chí không làm còn hơn là bị kỷ luật. Điều này làm thui chột, giảm tính sáng tạo đột phá của đội ngũ cán bộ. Do đó, việc xây dựng và ban hành quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung trong lúc này là hết sức cần thiết. Vừa giữ được kỷ cương, kỷ luật, song vẫn tạo được môi trường để cán bộ làm việc cống hiến sáng tạo. Hiện nay có tình trạng là thể chế có, cơ chế có, nhưng nếu thực hiện theo đúng quy định thì rất vướng mắc, thậm chí thể chế đó không còn phù hợp với thực tiễn nữa. Trong trường hợp đó, nếu không có những đột phá vì lợi ích chung, thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội. Chuyển sang vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là dịch COVID-19. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết nêu quan điểm để sống an toàn trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì cần phải tự thay đổi hành vi. Tác giả bài viết cho rằng dịch COVID-19 còn kéo dài, chỉ có thể chiến thắng hoàn toàn khi có thuốc đặc trị hoặc có vaccine đặc hiệu. Do đó, bên cạnh việc các cấp chính quyền không lơ là chủ quan, ngành y tế nỗ lực nhiều hơn nữa, thì từng người dân cũng phải nghiêm túc thực hiện những chỉ dẫn, khuyến cáo y tế, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của chính quyền mới có thể chung sống an toàn với dịch. Ngoài ra, việc tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 không thể chỉ dừng lại ở nhận thức, mà quan trọng hơn là mỗi người phải tự thay đổi hành vi, biến thành nhận thức thường trực. Đó mới là hành động mang tính quyết định để sống an toàn trong khi tai họa COVID-19 vẫn đang rình rập. Cũng liên quan đến vấn đề phòng chống dịch, báo Đất Việt có bài Không khai báo, trốn cách ly, ích kỷ hay không biết sợ. Bài viết nhận định việc một số cá nhân cố tình không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, trốn cách ly là rất đáng trách, cho thấy sự vô trách nhiệm với cộng đồng, với bản thân và chính gia đình mình. Đó là biểu hiện của sự ích kỷ, sự tiếp tay bởi sự chủ quan, coi thường dịch bệnh. Những hành vi cố tình vi phạm như vậy cần phải chịu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 8, theo quy định tại thông tư 58/2020 của Bộ Công an, xe ô tô kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số màu vàng. Hiện nay, tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thực hiện và hướng dẫn người dân đến đăng kiểm xe kinh doanh vận tải theo quy định. Theo quy định tại thông tư số 58/2020 của Bộ Công an về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 và thay thế thông tư số 15/2014, xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen. Từ thời điểm trên, các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ được cấp biển số màu vàng, còn các xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư số 58/2020 có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển màu vàng, chữ số màu đen trước ngày 31/12/2021. Việc bắt buộc các xe kinh doanh vận tải chuyển đổi từ biển trắng sang màu vàng nhằm tạo sự đồng bộ thống nhất trong quản lý các phương tiện vận tải, giúp cơ quan quản lý đánh giá tác động của hạ tầng cũng như điều hành tổ chức giao thông hợp lý, tránh ùn tắc và tai nạn giao thông. Sau hơn nửa tháng triển khai thực hiện, nhiều người dân quan tâm đến việc khi đổi biển số xe sang màu vàng có phải thay đổi giấy tờ đăng kiểm cũng như thủ tục, hồ sơ và lệ phí. Trước khi đến đăng kiểm thì gia đình chúng tôi cũng rất là lo lắng về cái thủ tục liệu có rườm rà hơn hay không ấy ạ. Thì hôm nay đến đã chuyển đổi từ cái biển trắng sang biển vàng rồi và đến trung tâm đăng kiểm thì không phát sinh thêm thủ tục gì và được hướng dẫn rất là cụ thể, rõ ràng.
Nhằm thực hiện một cách linh hoạt và đúng pháp luật, hiện tại các trung tâm đăng kiểm đã thông báo cho các chủ xe kinh doanh vận tải biết quy định khi đổi biển số từ màu trắng sang màu vàng. Nếu xe còn hạn đăng kiểm, thì giấy chứng nhận đăng kiểm và tem đăng kiểm tiếp tục có giá trị theo thời hạn đã được cấp. Sau khi đổi biển, các trung tâm đăng kiểm sẽ chụp hình ảnh mới của xe, biển số xe để lưu hồ sơ. Việc cập nhật sẽ do đơn vị đăng kiểm thực hiện khi xe đến đăng kiểm hoặc sớm hơn, nếu phương tiện đến trước kỳ đăng kiểm. Không phát sinh thủ tục nào đối với chủ phương tiện. Tâm lý lo ngại của người dân là phát sinh các cái thủ tục hành chính cũng như là chi phí. Thì trung tâm đăng kiểm miền Trung 3603D cũng đã tuyên truyền đối với chủ phương tiện và lái xe trên trang web của trung tâm là chủ phương tiện và lái xe sẽ không phải phát sinh thêm bất kỳ một cái thủ tục hành chính nào cũng như là chi phí nào cho cái việc mà trong công tác kiểm định về cái việc đổi biển số từ màu trắng sang màu vàng. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.